Bồi thường khí hậu, chỉ việc các quốc gia giàu có phát thải nhiều khí nhà kính có trách nhiệm bồi thường cho các quốc gia đang phát triển phát thải ít nhưng chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu do vị trí địa lý. Việc đưa vấn đề này vào thảo luận chính thức phản ánh tinh thần đoàn kết và sẻ chia với những khó khăn, mất mát mà các nạn nhân của những thảm họa liên quan biến đổi khí hậu phải chịu đựng. Ước tính mới nhất thiệt hại cho biến đổi khí hậu gây ra cho Pakistan vào khoảng 30 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù chúng tôi đang đóng góp chưa đến 1% lượng khí gây hiệu ứng nhà kính. Vào năm 2021, các nước giàu cam kết cung cấp 40 tỷ đô la Mỹ một năm cho đến năm 2025 để giúp các nước nghèo thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, một báo cáo của Liên Hợp Quốc ước tính con số này chưa đến 1/5 nhu cầu thực tế của các nước đang phát triển. Điều này thúc đẩy lời kêu gọi một khoản tiền bồi thường riêng để giúp các nước nghèo khắc phục thiệt hại của các thảm họa khí hậu. Vấn đề tài chính rất quan trọng, cần có các cuộc đối thoại và giải pháp để làm hài lòng các nhà tài trợ về sự hỗ trợ cần thiết. Nhưng khoản hỗ trợ đó phải đủ để đáp ứng nhu cầu của các quốc gia dễ bị tổn thương trong việc phục hồi và khắc phục các hậu quả của biến đổi khí hậu. Hiện có nhiều ý kiến xung quanh việc các nước giàu nên lấy tiền từ đâu để chi cho chính sách bồi thường khí hậu. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Tổng thống Mỹ Joe Biden và các lãnh đạo châu Âu đang kêu gọi đánh thuế lợi nhuận tăng bất thường của các công ty năng lượng.